tuyển Việt Nam quyết vào chung kết AFF Cup, không chỉ xác định đội đoạt vé vào chung kết AFF Cup 2022. Màn so tài giữa tuyển Việt Nam với tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình lúc 19:30 ngày 9 tháng 1, VTV5 còn là trận đấu danh dự của huấn luyện viên Park Hang-seo và đồng nghiệp Shin Tae-yong. Tự khi đến Việt Nam huấn luyện, ông Park Hang-seo chưa từng thất bại trước bóng đá Indonesia. Đáng chú ý, các học trò của nhà cầm quân 65 tuổi này từng thắng đậm tuyển Indonesia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Shin Tae-yong ở cả hai lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhờ trẻ hóa lực lượng nòng cốt, cộng thêm việc nhập tịch cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, đội bóng xứ Vạn Đảo đang ngày càng tiến bộ, đoàn kết và thi đấu hiệu quả ở AFF Cup 2022. Đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong bất bại từ đầu giải đấu này. Cầm hòa hai đội bóng sừng sỏ là đương kim vô địch Thái Lan tại vòng bảng và tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi. Với lối chơi tấn công đa dạng đầy nội lực, tuyển Indonesia có phần lấn lướt tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam khi tiếp đón hai đối thủ này trên sân nhà. Thầy trò ông Shin Tae-yong cũng hướng đến mục tiêu lần đầu vô địch AFF Cup, sân chơi đẳng cấp nhất khu vực Đông Nam Á. Kỳ này, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tự tin tuyên bố tuyển Indonesia hoàn toàn không ngán ngại chủ nhà Việt Nam và sẽ định đoạt trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức dù phải chơi trên sân Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Trong khi đó, truyền thông xứ Vạn Đảo lại lo lắng cho đội nhà khi phải thi đấu trên mặt sân kém chất lượng ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Hơn nữa, trong 3 lần gần nhất đến đất nước hình chữ S, tuyển Indonesia đều phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam và chưa biết đến chiến thắng. Kể từ ngày 7 tháng 12 năm 2016, Việt Nam và Indonesia đã bất phân thắng bại trong trận đấu lượt đi ngày 6-1 trên sân Bung Karno. Thầy trò ông Shin Tae-yong chỉ cần hòa có bàn thắng ở trận đấu lượt về diễn ra trên sân của Việt Nam thì sẽ lọt vào chung kết AFF Cup 2022. Trong trường hợp hòa nhau không bàn thắng, hai đội phải phân định bằng hiệp thi đấu phụ hoặc loạt sút luân lưu 11m. Các chuyên gia nhận định huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ tiếp tục sử dụng đội hình 4-2-3-1 cùng chiến thuật pressing tầm cao để khắc chế lối chơi ban bật nhỏ đầy kỹ thuật của tuyển Việt Nam ở lần tái đấu này. Giống với tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam cũng có chuỗi trận bất bại tại AFF Cup năm nay. Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam được nhiều người tin rằng sẽ chủ động chơi tấn công trước Indonesia bằng sự cơ động ở hai bên cánh của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài. Ngoài ra, Quang Hải và Hoàng Đức nhiều khả năng được huấn luyện viên Park tiếp tục tin tưởng giao trọng trách ở khu vực trung tuyến của hàng tiền vệ. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc không muốn có một kết cục thất vọng khi chia tay học trò. Ông cũng muốn có thêm một lần đánh bại người đồng nghiệp Shin Tae-yong để chứng minh đẳng cấp của mình. Toàn đội sẽ đoàn kết, giữ vững tinh thần Việt Nam và thi đấu với 200% phong độ trước Indonesia, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh quả quyết.